Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi lặp lại câu hỏi ở bài đọc 1 trong sách Tông đồ Công vụ: tại sao cứ đứng đó mà nhìn trời? Câu hỏi hơi kỳ lạ, hơi sổ sàng, vì Đức Kitô là vị sư phụ, là nhà lãnh đạo của họ, vừa mới từ từ thăng thiên đi lên thì họ đứng đó mà nhìn, chứ nếu không thì nhìn ở đâu và đi đâu để mà nhìn? Họ đứng tại chỗ nhìn theo vì tiếc nối. Nhưng đó là cách giáo hội dùng câu đó để nhắc nhở và cảnh tỉnh chúng ta mỗi khi chúng ta mừng bất kỳ lễ gì của Đức Kitô và trong mầu nhiệm cứu độ của Ngài. Tôi nhắc lại, giáo hội nhắc nhở và cảnh tỉnh. Bởi vì tất cả những lễ khác, tôi lấy ví dụ lễ Giáng sinh, chúng ta cứ mừng sự kiện Chúa sinh ra, tức là chúng ta đi mừng y như mình mừng nữ hoàng được sinh ra, mình mừng một người cha mẹ được sinh ra, không có liên can gì tới mình. Mình mừng có liên can ở chỗ là mình phải mua quà. Cái biến cố lễ Giáng sinh chẳng hạn là một biến cố có tới 3 cái nhìn lận, mà thường mình nhìn cái đầu là biến cố lịch sử 2000 năm trước, mà mình quên rằng Thiên Chúa cũng sẽ lại đến trong ngày sau hết. Và mình càng quên nữa là Thiên Chúa lại đến cách thứ 3, là đến với mình, mỗi người, mỗi ngày, mỗi giây phút. Cho nên hôm nay lễ thăng thiên cũng vậy. Tôi xin nói về sự cảnh tỉnh và nhắc nhở của giáo hội về lễ thăng thiên này. Tôi chỉ dùng chữ cảnh tỉnh là làm cho mình được lưu ý và tỉnh lại. Giống như các ông cứ đứng mãi mê nhìn trời rồi mơ, mơ hụt đó. Vì trước đó mấy phút vừa mới hỏi chừng nào thì lãnh các chức vụ, chừng nào Chúa lập quốc, thế rồi Chúa đi mất, hụt hẫng. Thế là không có ai làm bộ trưởng à, không có ai làm tướng tá sao? Cho nên tiếc. Và do đó phải cảnh tỉnh lại, cảnh tỉnh về cách chúng ta nhìn sự kiện Đức Kitô lên trời, và thứ hai về chỗ đứng của mỗi người tại nơi mình đang ở, đang sống vào ngay lúc này. Phần thứ nhất về sự kiện Đức Kitô lên trời. Nói chuyện Ngài lên trời, trời ở đâu? Rất nhiều trẻ con hỏi ông bà và cha mẹ, trời ở đâu? Mình cứ hay chỉ lên. Tôi không tin đó là đúng. Tại vì mình chỉ còn cái khoảng không này là có vẻ trong sạch và có vẻ huyền bí, cho nên mình cứ chỉ lên trời. Tôi không tin rằng trời là một cái nơi, là vì vũ trụ này là một vũ trụ và không gian vô giới hạn. Đến giờ này, tất cả các nhà thiên văn học càng làm thêm được nhiều viễn vọng kính tối tân thì càng khám phá ra những chòm sao mới. Luôn luôn có những chòm sao mới, ánh sáng của nó bây giờ mới đến cái ống kính. Hàng triệu năm nó đã đi, như vậy đi với tốc độ ánh sáng thì cái vũ trụ này mà mình gọi là không gian hay trời đó, nó mênh mang vô tận, cho nên không thể chỉ ở đây hay ở kia. Và nhất là vũ trụ xoay vần, trái đất mình xoay, hôm nay chỗ này mình chỉ là trời, bất chút nữa nó xoay đi chỗ khác, vậy không phải trời sao? Cho nên trời không phải là một chỗ, không phải là một cái location. Nhưng theo cách giáo huấn của giáo hội, trời là một tình trạng, a situation, một tình trạng hạnh phúc là trời, là sống hòa hợp trong yêu thương là trời. Tức là sống hòa hợp trong yêu thương mà Thiên Chúa là tình thương, vậy thì sống hòa hợp với Thiên Chúa và qua tình thương đó mà hòa hợp với mọi người. Ai đạt được tình trạng đó là người đó đã thăng thiên vào trời. Cho nên hạnh phúc của con người không phải ở một cái tầng cao nhất. Bởi vì nếu cứ chỉ trời lên trên thì tôi đi lên cái tỉnh cao, cái tầng cao nhất của cái tòa nhà chọc trời cao nhất ở Dubai chẳng hạn. Năm ngoái có dịp đi ngang mới thấy họ xây cất lạ lùng,
rất cao quý ông bà ơi. Và có phải lên đó thì được hạnh phúc không? Lên đó thì gặp trời, gặp Chúa không? Hay lên đó lại hành lạc tội lỗi? Không phải. Hay là lên cung trăng để gặp được Thiên Chúa, hay ở sao thổ, sao kim? Thưa không. Ông Yuri Gagarin, trước ít tháng, trước John Glenn, là hai người phi hành gia, một của Nga, một của Mỹ, đua nhau vào không gian vào khoảng năm 55-56, tức là quá lâu rồi phải không? Yuri Gagarin đi vào trước, bay một vòng quanh quỹ đạo 90 phút và đáp xuống. Rồi người ta vớt ông ấy lên, ông ấy vui mừng vì cả nước Nga hãnh diện vì mình đi vào quỹ đạo trước người Mỹ. Ông Yuri Gagarin khi phóng viên hỏi, ông có thấy trời và Thượng Đế trên đó không? Là một nhà vô thần, ông nói, tôi đâu có thấy trời ở đâu đâu. Còn John Glenn Carpenter thì ông ta nói, tôi đi trên đó, vừa mở cái hyplo, cái cửa của tôi ra, là tôi nhìn thấy trời và tôi tin rằng có Thượng Đế. Như vậy trời không nằm ở cái không gian mà hai người đó ngó thấy, mà ở trong lòng. Cho nên mới có bài đọc 2, xin Chúa mở mắt để cho mình thấy. Như vậy theo tôi, gặp gỡ và đối diện với yêu thương với Thiên Chúa và qua đó với tha nhân, đó là ông bà đã sống trong thiên đàng, anh chị em đã đến thiên đàng. Vậy có ai dành ra chỉ một phút thôi trong một ngày, một phút thôi, dù là nằm trước khi ngủ, để xin một câu, xin Chúa cho con gặp Chúa dù chỉ một phút thôi? Có xin? Hay trong cuộc đời tới giây phút này chưa bao giờ xin? Xin được gặp với cái ý nghĩa trầm truồng nhất là Chúa biết con rõ từng chi tiết, nhưng vẫn tin rằng Chúa yêu thương. Có nhiều người nói với tôi, đối diện với Chúa sao thấy xấu hổ quá. Và một vài người rất xấu hổ khi phải đi xưng thú một tội lỗi phạm đi phạm lại hoài. Và họ nói chính vì vậy thấy mình bất xứng. Không phải, bất xứng nhưng vẫn tin, vẫn yêu, đó mới là niềm tin. Còn bất xứng để gây thất vọng, đó là không phải lòng tin mà là lòng kiêu căng. Đức giám mục Frepen bên châu Âu đã nói, Thiên Chúa không cần mỗi người chúng ta chiến thắng đâu, mà Thiên Chúa cần chúng ta chiến đấu. Bởi vì nếu chúng ta chiến thắng và chúng ta perfect, toàn thiện liền, chúng ta sẽ kiêu căng, chúng ta sẽ khinh người khác ngay lập tức. Điều đó trúng. Cho nên nhớ, Đức Giám mục Frepen nói, Thiên Chúa không cần chúng ta chiến thắng, mà Thiên Chúa cần chúng ta chiến đấu. Càng chiến đấu thì càng sống đẹp lòng Thiên Chúa. Do đó xin gặp gỡ Thiên Chúa dù chỉ một phút thôi cũng đủ rồi trong một ngày, đó là giây phút thăng thiên đó. Vậy mầu nhiệm lên trời không còn là một biến cố lịch sử nữa. Chúng ta không nhìn để nói ừ mừng 2000 năm trước Chúa lên trời, nhưng ngay ngày hôm nay vẫn còn lên trời. Mỗi lần ông bà anh chị em sám hối trở về với Chúa là gặp Chúa. Mỗi lần nói một câu tha thứ là gặp Chúa. Mỗi lần làm một nghĩa cử để giúp đỡ người khác một cách vô vị lợi, không điều kiện là gặp Chúa. Thưa quý ông bà, ba bài đọc rất ăn khớp với nhau. Nếu ai để ý thì chúng ta sẽ nghe thấy như nơi này. Hôm nay chấm dứt giai đoạn mà Chúa Giê-xu cho mấy ông thấy là Ngài vẫn sống với các ông, với các ông, vì các ông và cho các ông. Và với nhiều bằng chứng, bài đọc 1 nói, rồi sau phục sinh thì có 40 ngày tiếp tục để ôn lại, để củng cố niềm tin đó, nhất là niềm tin rằng Ngài nói Ngài sẽ sống lại và đã sống lại thật, tức là quyền năng thắng được cả cái chết. Nhưng từ hôm nay là cái giây phút mà Chúa Giê-xu nói trong Chủ nhật thứ hai và thứ ba của phục sinh, đó là từ nay là cái thời kỳ
phúc cho ai không thấy mà tin. Tin vào lời chứng của giáo hội tông truyền duy nhất, và nhất là tin vào những chứng tá của người, là những nhân chứng sống động, là mỗi người chúng ta mà hôm nay Chúa mời. Nhất là tin vào ơn Chúa Thánh Thần trong lòng. Mà ơn Chúa Thánh Thần là gì? Là nguồn tình thương. Đó là A, nói về sự kiện Chúa Giêsu lên trời. Bây giờ B, nói về cảnh tỉnh về chỗ đứng của chúng ta. Đúng là nghe ba bài đọc này thì thấy khổ quá, khổ thật. Bao lâu còn thấy và còn sống với Đức Kitô, các ông ấy, các ông, không phải 11, 12 ông đâu. Mình đừng có loại ông Giuđa ra, vì ông Giuđa cũng mong Chúa lập quốc. Rồi 72 môn đệ nữa, chắc ông nào cũng tin Chúa sẽ đuổi người Roma. Cho nên các ông vẫn còn đứng mãi mê nuôi dưỡng cái mộng quyền hành chính trị của mình. Ai sẽ làm ngồi bên hữu khi Chúa lập quốc? Ai sẽ ngồi bên tả? Ai sẽ làm tướng làm tá để ngồi trên thiên hạ mà cai trị? Các ông sai. Cho nên mới có hai người đến hỏi, sao cứ đứng đó nhìn trời mà tiếc nuối? Đức Kitô đã chỉnh liền mấy ông khi hỏi câu đó ở bài đọc 1. Ông bà vừa mới nghe đọc còn nhớ không? Ngay vừa mới hỏi xong, bao giờ mới lập quốc? Chúa không nói bao giờ, mà Chúa nói quyền năng sẽ được ban cho các ông. Đó là Chúa Thánh Thần. Vậy thì không còn ai ngồi bên hữu bên tả, không còn ai là chỉ huy, không còn ai làm vua làm chúa, mà là làm chứng cho tôi, cho thầy. Như vậy vỡ mộng. Cho nên theo tôi, tiếc nuối là một thái độ, nhất là nếu nó dẫn đến thất vọng, thì không phải là thái độ của người tin. Nếu tin thì phải nghe theo lời hai vị mặc áo trắng nói, hãy trở về ngay, hãy đi làm rao giảng khắp nơi. Và nhất là câu nói của hai vị đó rằng Ngài sẽ đến cùng một cách như các ông thấy Ngài lên hôm nay. Không biết tiếng Việt dịch cùng một cách nó có sát nghĩa không? Có nghĩa là Ngài lại cũng từ trên trời đi xuống. Nhưng cái chữ cách bên tiếng Anh và tiếng Latin nó có rất nhiều nghĩa, có nghĩa là nhiều kiểu khác nhau. Mà Ngài đến tâm hồn mình, chứ không phải đứng đợi một ngày thấy Chúa hiện xuống từ từ. Chắc bây giờ Chúa xuống bằng trực thăng UH-1. Không phải vậy. Chúa Kitô không đến trong mây gió, trời mưa, trời nắng, mà Ngài đến trong tâm hồn mỗi người. Hôm thứ Sáu tôi nghe tin bác gái Quát qua đời. Lúc tôi đến trung tâm này thì cũng có một bác nói một cách rất là buồn và rất chua chát rằng rồi lần lượt chúng ta cũng lên bàn thờ ngồi. Tức là cái hình đem lên bàn thờ cho con cháu nó nhìn, chứ không phải mình leo lên mình ngồi. Tôi suy nghĩ cái câu đó hoài và thấy rồi lần lượt một ngày tôi cũng đem leo lên bàn thờ ngồi. Có nghĩa là mỗi người khi trở về với Chúa ở cuối cuộc đời, nó giống như sau một ngày làm lụng vất vả, anh chị đi làm 2-3 chót, rồi hy vọng lái xe trên đường về hay đi xe công cộng về nhà, thì mường tượng đến cái mái ấm gia đình của mình, cái tổ ấm đó có những người mình yêu thương thân thiết nhất, thì cái đó là hạnh phúc. Nó làm vơi đi bao nhiêu nỗi buồn của mình, bao nhiêu mệt nhọc trong ngày. Xin hãy suy nghĩ. Vậy nếu chúng ta đi gặp Chúa mà chưa thấy hạnh phúc là vì chúng ta chưa xin, hay là chúng ta xin rồi mà chưa tin, hay là chúng ta tin rồi mà chưa yêu đủ? Vậy ngay ngày hôm nay, xin hãy quyết tâm, xin cho con gặp Chúa một phút thôi. Và hãy đi gặp Thiên Chúa ở đâu? Không phải nhìn lên trời,
không phải nhìn ở chung quanh, nhìn vào lòng mình, xem mình đã có tha thứ, xem mình đã có yêu thương, xem mình đã có chấp nhận được sự khác biệt của người khác, nhất là của cha mẹ lớn tuổi, của người vợ, của người chồng, của những đứa con mà khoảng cách khác biệt về tuổi tác nó làm những dị dạng mà mình không chấp nhận được. Tuần sau bắt đầu năm hồng ân của toàn giáo hội Úc, do Hội đồng Giám mục Úc ban ra, từ lễ hiện xuống năm nay đến lễ hiện xuống năm sau. Và năm hồng ân sẽ được giải thích từ từ qua các đề mục của mỗi tháng. Tôi kính chúc quý ông bà và anh chị em mừng lễ Thăng Thiên hôm nay, chúng ta bắt đầu hiểu được rằng mỗi lần chúng ta đón Chúa ngự vào là chúng ta thăng thiên. Mà đón Chúa bằng cách chúng ta mở lòng ra đón anh chị em mình, bằng những lời vui vẻ động viên, bằng những sự tha thứ, bằng những thái độ chấp nhận và bao dung. Đủ rồi. Nhất là xin mỗi người hãy nhớ một ngày có bao nhiêu là phút. Tới 24 giờ mỗi giờ có 60 phút là. Xin cuối ngày hãy nói, hay một lúc nào đó thuận tiện hãy ngồi yên trong phòng mình và nói: xin Chúa cho con gặp Chúa. Cái chữ gặp theo đúng nghĩa, dù chỉ một phút thôi. Đó, với hội chợ Tết, quý vị nghe con số hội chợ Tết hai đêm thu vào được 80.240 đô và bán chả giò đó là được 10.151, cộng chung cộng đoàn chúng ta gây quỹ được 90.391 Úc Kim. Nó cũng là một cái thành quả vượt hơn năm ngoái rất nhiều. Cũng cảm ơn tất cả mọi người thiện nguyện. Hôm nay cũng thấy dọn sạch hết trung tâm. Đó là việc làm âm thầm. Rồi. Đang khi lễ xong đó, đi xuống Ca Pạc đó, có hai vợ chồng vừa đi dắt theo đứa con gái, chắc nó cũng học tiểu học, nó đi theo bên má. Cái bà vợ nói với ông chồng: hình như mấy ngày Tết mấy ông cha không có soạn bài giảng, cho nên giảng giữa em không có bãi đáp. Cái con nhỏ nó giật giật áo má đó, con thấy mẹ cho có 50 sen mà đòi hay. Tiền nào của nấy, mẹ đi xin nghe cũng mười mấy đồng, mẹ cho có 50 sen mà mẹ phải đòi hay. Con nít nó nhiều cái nó là giật mình lắm đó. Chuyện con nít thứ nhì, cái một cặp vợ chồng có đứa con gửi nhà trẻ bên Việt Nam. Thông thường sáng anh ấy đi làm, có cái yên, anh ấy chở nó đi. 4 giờ chiều anh tan sở, anh về, anh ghé chở nó về. Trưa, nó ở bán trú, ăn cơm trong đó. Một hôm anh đi xa, anh về trễ, anh nói bữa nay 4 giờ rưỡi em đi ra đón em bé nha, tôi nói đợi tội nghiệp. Bà nói được. Lần đầu tiên bà đến trường, bà thấy cô giáo ngồi ở cái băng trong sân, có 4-5 đứa nhỏ. Đứa bé nó nói mẹ con, thế là cô giáo dắt ra. Cô giáo cũng xinh. Cứ giờ bà này bà nghĩ mình lấy lòng cô giáo thì cô thương con mình. Thế dắt ra tới nơi, con quay lại, cảm ơn cô đi con. Đứa bé rất là ngoan. Dạ con cảm ơn cô. Bà này mát ruột lắm, nói con ạ cô một cái thật sâu đi. Cái nó ạ cô, nó cúi sâu quá. Cái túi đeo vai của nó xúc ra. Cái mặt cô giáo ngồi xuống để mà gắn vô cho nó gần cái mặt của đứa bé. Cái cô, cái bà mẹ đánh bạo nói con thơm cô một cái đi. Cô chừng có đụng chạm tên ai. Con thơm cô một cái đi. Cái đứa bé nó là không, mày không biết thơm là dễ biết. Sao mày không thơm? Không. Cái bà quê bà nói cô giáo chắc nó dở trứng, nó đói bụng rồi. Thôi xin lỗi cô. Cái chở nó về. Trên đường về đậu ở chỗ đèn xanh đèn đỏ hơi lâu. Bà nói sao mày cảm ơn cô? Cảm ơn được. Sao mày ạ cô cũng được? Ạ được. Sao mày cũng thơm cô một cái? Mẹ không biết. Hôm trước con thấy bố mới có tính thơm thôi, cổ tát một cái quá trời. Bố mới tính thôi đó, bây giờ nó ngu cơ mà nó thơm. Cho nên coi chừng người ta hay hỏi trẻ con, lòi ra chuyện người lớn lắm.
Gái Tết rồi, bây giờ trở về ngày thường. Tuần rồi là các em nó đi học hết rồi. Vậy một tháng rưỡi nghỉ bình an cũng là niềm vui. Nhiều gia đình đi Việt Nam về bình an cũng là niềm vui. Trọng đoàn chỉ có một bác Mẫn đau nặng, đang ở bệnh viện. Không biết lúc nào cha Quỳnh đi xuất dầu rồi, về thôi. Bác Nguyễn Văn Mẫn nhiều người biết. Còn ngoài ra tất cả bình an. Cảm ơn Chúa. Xin mời cộng đoàn đứng. Lạy Chúa.